tí tao gọi lại nhá. Em không biến. Tao bảo kia, mày đi đâu mày đứng lại ngay. Mày chạy đi đâu hả? Tao làm cả ngày trời đi trong bảy kiếm được vài triệu bạc mày lại mang đi để bao mấy con đú đần. Trời ơi, ngu để đâu cho hết cả con. Đứng lại. Ôi trời ơi, thằng này. Mày mang tiền của tao đi đâu hả? Khổ quá. Đây là lần trước mày cứ đi lại mãi rồi. Lần này có lấy tiền để đi dự tốt nghiệp thằng Dũng cơ mà. Mày đừng có nói điều. Mày mang tiền đi bao gái chứ Dũng biết cái gì. Mẹ muốn con sớm lấy vợ, con cháu bồng cháu bé thì mẹ phải đầu tư chứ. Ôi trời ơi, lấy vợ gì cái ngữ đấy hả? Ngay từ lần đầu gặp đã kiếm cớ ăn chơi sập nhà sập cửa rồi. Tao ngửi mùi đã thấy ngay cái đồ đào mỏ nhá. Nhưng mà sinh mà, sinh có quyền chứ ạ. Sinh có đào ra được không? Trời cái trong trời đánh cái mặt này sao mình ngu thế hả? Thôi, hôm nay nghỉ ở đây. Em chào thầy ạ. Đấy tốt lắm. Em cảm ơn thầy. Đâu, tự đánh giá mình đi. Em xin lỗi ạ. Chị đang la ở đây. Nào, chân tay chậm chạp, nó cũng thế luôn à? Năm tới chắc vẫn phải nhờ Vinh hỗ trợ nhà trường về vấn đề thực tập. Dạ nhất trí thôi ạ. Những gì có thể làm được cho trường em sẽ cố hết sức. Không chỉ là thực tập đâu, mà việc làm hỗ trợ tài năng. Sắp tới em mở rộng thêm kinh doanh, chắc sẽ cần thêm nhiều cánh tay nữa. Thế thì hay quá. Em chào thầy. Em chào anh ạ. Vào đây. Đây là Dũng. Có thể em không nhớ, nhưng là một trong những sinh viên mà năm vừa rồi trường gửi vào công ty của em để thực tập đấy. À thế ạ? Ừ. Công ty em nhiều việc, nhiều người quá, cho nên đôi lúc em cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Anh ạ, em là Lê Anh Dũng, thực tập tại phòng kinh doanh. Anh có thể không biết em là ai, nhưng cả trường ai cũng biết anh đấy ạ. Lô lô! Ôi, ai mà đẹp trai như diễn viên điện tử thế này? Em giống bố à. Anh kém em một tí thôi. Có lý. Thế tình hình như nào em? Thì vẫn như kế hoạch thôi anh. Vậy tôi cũng như kế hoạch. À, bố Nam hỏi mai mấy giờ anh lên. Bố có nấu cơm? Chắc là phải chiều đấy. Có gì anh gọi lại sau. Anh mới mong dịp này mãi đấy. Thế là sắp được đón cu ờm về nhà rồi. Em đã bảo là em không về rồi cơ mà. Thôi. Chuyện này nói sau. Bây giờ anh gọi thằng Bảo để xem mai đi đứng như nào đã nhá.